nói với các bạn về một vài vấn đề liên quan tới vấn đề tôn giáo. Thì có nhiều bạn nói với mình là đạo Công giáo không hề xấu, mà là chỉ có một bộ phận giáo dân ở đó có vấn đề. Thì xin cũng thưa các bạn rằng là tôi hy vọng các bạn cũng nghĩ như thế, bởi vì chúng ta hiểu một điều thế này: xã hội chúng ta, khi chúng ta nói tới thứ hai từ xã hội thì có nghĩa là chúng ta đang ở trong một cái cộng đồng, mà cái nhu cầu để cái cộng đồng này nó được thành lập là vì muốn bảo vệ lẫn nhau trước mọi kẻ thù, trước mọi cái mối hiểm họa từ bên ngoài, trước mọi cái mối hiểm họa đến từng cá thể bên trong nó. Ví dụ như là một cái cộng đồng người của chúng ta được quy tụ lại với nhau, trở thành một cái dân tộc Việt Nam bao gồm 54 dân tộc anh em. Nghĩa là chúng ta mong muốn được rằng cái cộng đồng 54 dân tộc anh em này được bảo vệ trong một cái tập hợp, bởi một cái nhu cầu rằng chúng ta muốn tự vệ, chúng ta muốn an toàn bên trong cái xã hội đó. Và vì vậy 54 dân tộc anh em đó được cấu thành bởi một quốc gia. Cũng vậy, nước Mỹ nó cũng được cấu thành bởi hàng trăm cái chủng tộc khác nhau, nó gom lại ở đó, nó biến thành hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Người Hoa cũng vậy, họ gom lại hàng trăm dân tộc để mà họ có được cái dân tộc nhân dân Trung Hoa, một quốc gia. Cũng vậy, ở trong tất cả mọi dân tộc khác nhau, họ cũng gom lại thành một cái xã hội, một cộng đồng xã hội để mong muốn bảo vệ cái cộng đồng đó. Và những người tham gia vào cộng đồng đó với mong ước một điều rằng được an toàn bên trong cộng đồng đó. Nếu như chúng ta ví dụ rằng là ở sao Hỏa cũng có một thực thể sống, ở các hành tinh cũng có một thực thể sống, thì lúc đó trái đất chúng ta thành một cái cộng đồng, là cộng đồng người trái đất, để bảo vệ và thành lập quân đội trái đất để bảo vệ trái đất của mình. Và sao Hỏa cũng vậy, nó thành lập một cộng đồng người sao Hỏa và thành lập quân đội sao Hỏa để bảo vệ cộng đồng đó. Đó chính là cái cộng đồng mà chúng ta đang nói tới. Thế như vậy, chúng ta hiện tại chúng ta đang ở sống trong một cộng đồng, đó là cả cộng đồng xã hội bao gồm là 54 dân tộc anh em đang sống ở đây. Trong 54 dân tộc anh em đó có nhiều cái nhu cầu khác nhau, trong đó có nhu cầu về tôn giáo. Nghĩa rằng là trong cái cộng đồng này có Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị C, thì trong cộng đồng này nó có cái nhu cầu về tôn giáo, nhưng phải đảm bảo một điều thế này: mọi nhu cầu của mọi thành viên trong cộng đồng không được phép làm tổn hại đến cộng đồng. Vì vậy cho nên luật lệ quy định về việc tín ngưỡng tôn giáo từ đó phải có, phải xuất hiện, phải ra đời, phải có. Mọi cái nhu cầu của những thành viên trong cộng đồng buộc phải luật hóa để đảm bảo cho cái quyền và lợi ích của những thành viên khác có nhu cầu hoặc không có nhu cầu giống chúng ta. Do vậy cho nên là luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như thế mà ra đời. Và việc quản lý tôn giáo tín ngưỡng trong một cộng đồng là cần thiết, bởi mỗi người có tín ngưỡng khác nhau, có tôn giáo khác nhau, để không dẫm đạp lên nhau thì buộc phải có luật lệ. Vì vậy cho nên không thể có một cái tự do tín ngưỡng tôn giáo một cách vô trật tự, mà buộc phải có một cái luật lệ quy định khắt khe để đảm bảo an toàn cho cái cộng đồng đó. Do vậy cho nên không thể nói rằng là hôm nay là ngày lễ Giáng sinh thì mọi nhà có đạo Thiên Chúa Tin Lành có quyền mang hang đá của mình để ở ngoài đường, có quyền mang tín ngưỡng của mình đem ra đường áp đặt lên một cái thực thể cộng đồng chung của hàng trăm tín ngưỡng tôn giáo khác, của một cộng đồng mà người Thiên Chúa giáo chỉ mang tính chất một thiểu số bên trong cái cộng đồng đó. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Thứ hai, các bạn thấy là rất nhiều người bảo rằng là ngày lễ Noel là cái ngày lễ mang tính chất văn hóa của không phải người Công giáo, không phải của người Tin Lành, mà của tất cả mọi người. Đó là cái điều sai.
Chúng ta nên nhớ rằng là người dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc ở vùng Á Đông, với cái sự nghèo nàn lạc hậu của mình, chúng ta chỉ có thể tổ chức các cái ngày lễ như mùng 5 tháng 5, như là các cái ngày rằm, như là các cái ngày khác. Với cái văn hóa nghèo nàn của chúng ta, dù nói là phong phú đấy, nhưng chúng ta rất ít ngày để chúng ta tổ chức các cái buổi lễ để chúng ta có thể vui chơi, để chúng ta có thể giải trí. Như Tết Nguyên Đán chúng ta cũng chỉ có gọi là 3 ngày Tết, như là các ngày rằm trong năm chúng ta cũng rất ít. Đó, cho nên là chúng ta những cái lễ Tết lễ hội bên trong một cái dân tộc Việt Nam chúng ta nó không nhiều. Do đó cho nên khi mà du nhập vào Việt Nam thì giáo hội Công giáo Roma cũng như Tin Lành mang vào một cái bản sắc văn hóa riêng của mình, và làm như thế thì họ tạo ra một cái lễ hội, thêm một cái lễ hội cho cái dân tộc chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng ở đây nó vẫn mang tính chất tôn giáo và nó chỉ phục vụ cho người có tín ngưỡng đó, còn đối với tất cả những người khác là ăn theo. Mà bởi vì ăn theo cho nên không thể nào chúng ta xem đó là nét văn hóa của dân tộc được. Và nhất là các bạn thấy đấy, mọi cái hang đá mà những nhà ăn theo, bao gồm các quán cà phê hay là tất cả những nơi nào đó họ trang trí trang hoàng, nó mang tính chất là câu like, tạo nên một cái sở thích cho một cái nhóm người muốn chụp hình, cho một số bạn trẻ muốn lưu niệm kỷ niệm, chứ không phải là mang tính chất tôn giáo. Vì vậy theo như một cái gọi là hình tượng, Chúa Giêsu bảo là những cái người mà thờ hình tượng là những người giả dối, hình thức, giả hình. Và cũng vì điều đó cho nên là cái việc mà tất cả những người mà tạo nên những cái hang đá, tạo nên những cái vật dụng liên quan tín ngưỡng để phục vụ cái nhu cầu mà chỉ mang tính chất là vụ lợi, bao gồm là anh tạo ra cái hang đá, anh tạo ra một cái nhà nguyện, anh tạo ra một cái gì đó giống giống hình tượng của Công giáo, chỉ với mong muốn là anh chụp hình để anh kiếm tiền, phục vụ cái nhu cầu của một thiểu số nào đó, thì nó mang cái tính chất là vụ lợi cá nhân và xúc phạm tôn giáo. Anh có biết rằng là khi mà anh đem hình ảnh của Đức Mẹ, là hình ảnh của Chúa Giêsu và hình ảnh của rất là nhiều vị thánh để trưng bày ở ngoài đường để người ta đến đó chụp hình, để mà không có sự tôn trọng nào trong đó, thì rõ ràng đó là cái sự miệt thị tôn giáo. Có nhiều người bảo đó có thể là một cái nét là tuyên truyền về tôn giáo, nhưng thực tế không phải. Đó là sự xúc phạm tôn giáo, bởi vì tất cả những cái vật, tất cả những hình tượng ấy, nếu mà đối với người Công giáo nha, để trong nhà, để trên bàn thờ, để trên tất cả một cái nơi, bất cứ nơi nào trang nghiêm hoặc là nơi nào đó, cho dù trang hoàng trong nhà chỉ để trang trí, thì đều được làm phép và mang ý nghĩa thánh. Còn các bạn thì các bạn đem ra ngoài đường, các bạn trưng bày để chụp hình, thì đó là việc xúc phạm tôn giáo. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn. Không có vinh dự, không có đẹp đẽ, không có gì đâu. Các bạn muốn lưu niệm đấy, nhưng các bạn đã xúc phạm đến tôn giáo. Đó là ý nghĩa của cái mà tôi cho rằng là các bạn nên xem lại. Khi bạn chụp hình với các tượng ảnh thì cũng xem rằng cái tín ngưỡng của cái tôn giáo đó đối với cái tượng ảnh đó, đối với các bạn có xúc phạm hay không. Tôi thấy có nhiều bạn nha, rờ tay, thậm chí là cầm cả tượng của Chúa Giêsu trên tay, giống như bồng bế một đứa bé để mà chụp ảnh. Theo như các bạn, như thế là đúng hay sai? Cả nó chỉ mang tính chất giải trí. Các bạn mang tôn giáo của người khác ra để giải trí, để giải khuây, để chụp ảnh lưu niệm, đó là xúc phạm tôn giáo. Các bạn thấy là ngày trước một cái quán bar nó tổ chức một cái party, thì có những hình ảnh liên quan tới các trang phục lễ phục của giáo hội Công giáo Roma, thì các linh mục của dòng Chúa Cứu Thế, bao gồm Nguyễn Ngọc Nam Phong, yêu ồn ào tố cáo là chính quyền bảo kê cho cái việc đó, chính quyền bảo kê cho cái việc xúc phạm với tôn giáo. Thế thì bây giờ các bạn thấy là các bạn được công khai xúc phạm tôn giáo bằng việc các bạn đem tượng ảnh, những vật linh thiêng của giáo hội Công giáo Roma ra để chụp hình lưu niệm, để các bạn đùa giỡn. Đó là điều cực kỳ không nên, mà tôi cho rằng là các bạn nên tôn trọng khi các bạn đến tất cả những hang đá trong các nhà thờ chụp ảnh lưu niệm.
thì nên có cái thái độ tôn trọng đối với người Công giáo, đó là các bạn trang nghiêm chứ không phải mang tính chất đùa cợt bỡn cợt. Điều đó là cái điều mà tôi hy vọng rằng là trong cái đêm hôm nay, cái đêm mà trước thềm Giáng sinh là 25 tháng 12, thì các bạn vui chơi đêm nay, các bạn đến các nhà thờ, đến các hang đá, các bạn nên chụp ảnh lưu niệm, thì cũng có một cái thái độ tôn trọng và đối với người Công giáo, không chỉ là chụp ảnh lưu niệm mà đó còn là tín ngưỡng của người Công giáo. Tất cả các cái tượng ảnh đó ở trong nhà thờ đều đã được làm phép, và vì vậy các bạn đối với người Công giáo đó là những vật thánh, các bạn cũng nên tôn trọng và thậm chí là phải cực kỳ trang nghiêm dù rằng nơi hang đá được bài trí ở bên ngoài nhà thờ. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trong cái livestream này, bởi vì lát nữa đây các bạn sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài đường và đến các nhà thờ để hưởng cái không khí Giáng sinh và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thì tôi hy vọng rằng là khi các bạn chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất thì các bạn cũng dành cho nhau sự kính trọng tôn giáo của nhau. Đó là cái điều mà tôi rất là mong muốn các bạn thể hiện với nhau. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn đó là trong thời gian qua ở Kẻ Gai, ở giáo phận Vinh nhé, có một cái sự việc xảy ra, đó là một cái hang đá đã bị đốt đi. Sau một cái sự kiện đó là giữa chính quyền địa phương và nhà thờ có những cái sự không hiểu nhau, có thể là có những cái sự hiểu lầm lẫn nhau thế này thế khác, hay là có một cái vấn đề gì liên quan đến luật pháp mà có sự đối kháng giữa chính quyền với nhà thờ trong cái thời gian vừa qua, thì tôi thấy có một vấn đề nổi ra, đó là mà tôi đoán trước được luôn đấy, đó là sao nhà chính quyền nói rằng là cái hang đá đó là vi phạm về pháp luật đất đai, cái nhà nguyện đó vi phạm về pháp luật đất đai, nghĩa rằng nhà thờ không công nhận các quyết định của chính quyền, cũng như chính quyền cũng không công nhận các quyết định của nhà thờ. Ở đây xin nói với các bạn, nói thêm với các bạn là nhà thờ đã yêu cầu nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp cho một miếng đất để thỏa mãn cái nhu cầu tín ngưỡng của người dân ở địa phương, và nhà nước đã cấp cho một miếng đất rất rộng, nhưng nhà thờ không chấp nhận và quyết định lấy miếng đất mà mình muốn bất chấp luật pháp của Việt Nam. Và dĩ nhiên khi bất chấp luật pháp thì luật pháp phải ra tay, nhân dân phải lên tiếng, thì lúc này xảy ra sự ẩu đả và xung đột. Dĩ nhiên là khi xảy ra việc ẩu đả và xung đột thì chúng ta hiểu được vấn đề gì, mọi thiệt hại của bên kia sau đó đều được mặc nhận là phía đối diện gây ra, nghĩa rằng là sau khi mà chính quyền không cho phép những người dân phá đất nông nghiệp để làm đất của nhà thờ, thì ngay lập tức phía sau đó ta thấy là cái hang đá của nhà thờ bị cháy. Có điên tôi cũng nhận ra được là do chính giáo dân đốt cái hang đá đó để vu vạ cho nhà thờ. Dĩ nhiên người Công giáo được mặc nhận và được dạy rằng là không được làm chứng dối, cái gì không biết nói không biết, nhưng cái đây là tôi nghi ngờ nhé, tôi nghi ngờ, và tôi nghi ngờ theo cái kiểu của tôi, đó là tôi mặc nhận, tôi nghĩ rằng mọi thiệt hại gây ra lúc này chắc chắn không phải là do nhà nước gây ra, bởi vì nhà nước lúc này là yếu đuối so với giáo hội Công giáo, bởi vì đụng chỉ cần nhà nước đụng vô thôi lập tức bị nghi ngờ ngay là nhà nước phá hoại tôn giáo, đàn áp tôn giáo. Nhưng mà tôi nói thẳng, với cái sự quản lý nhà nước hiện tại và với cái quyền lực nhà nước hiện tại, quyền lực họ đang nắm trong tay, 100 cái nhà thờ Kẻ Gai bị san bằng trong 1 giờ đồng hồ, không cần phải lén lút đốt đâu, công khai đốt cũng được, bởi đốt lén thì người ta vẫn nói rằng là nhà nước làm, vậy tại sao phải lén? Mày vi phạm chứ không phải mày không vi phạm đâu, mày chiếm hữu đất đai chứ không phải là mày rõ ràng hơn khác đâu. Cho nên nếu nhà nước cần xử lý không cần phải lén lút, mà là ở đây nhìn rất rõ ràng
chính những người trong giáo hội và trong nhà thờ đã đốt và đổ thừa cho người khác. Chúng ta nhìn thấy rất rõ vấn đề. Bởi vì sao? Họ luôn luôn nghĩ rằng là nhà nước cộng sản là đàn áp tôn giáo. Nhưng mà hãy dòm lại xem bao nhiêu cái nhà thờ lộng lẫy uy nghi ở đất nước Việt Nam này mọc lên trong suốt thời gian qua. Điều đó đã giả vô mặt của tất cả những cái kẻ nói là chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, đàn áp công giáo. Bởi nếu mà chính quyền Việt Nam mà chịu đàn áp công giáo, đàn áp tôn giáo thì không bao giờ những cái nhà thờ to đẹp được khánh thành liên tục trong suốt bao nhiêu năm qua. Và các linh mục được phát triển ngày càng mạnh mẽ, ngày càng nhiều. Do vậy ta mới dòm thấy và ta nói được rằng là những cái kẻ ném đá dấu tay mà mang danh và đội lốt của tôn giáo và nhất là trong giáo hội công giáo gian nhưng không ngoan, đổ lỗi cho người khác, ném đá dấu tay nhưng cuối cùng ra lòi cái đuôi cáo mình ra, ai dòm vô cũng thấy rõ và rất rõ ràng, tự mình đốt nhà và mình la làng. Vậy thì mùa Giáng sinh này có an lành hay không là hãy dòm lại chính bản thân của những người công giáo ở kẻ gai. Các bạn dòm tất cả chúng ta thấy sự dối trá nó nằm ở đó, ai cũng dòm thấy cả. Dòm như tôi nói thiệt các bạn là tôi vừa nghe nhà cái chỗ đó cháy đấy, đúng y như ý tôi nói, kiểu gì nó cũng cháy. Tôi nói các bạn là kiểu gì cái chỗ đó nó cũng cháy hay là nó bị thiệt hại gì đó, nhưng cháy là cái hiệu quả mà tôi nghĩ rằng nó xảy ra đầu tiên, bởi vì cháy là cái điều hủy hoại mạnh mẽ nhất. Không có gì hủy diệt bằng lửa, mà nó hủy diệt bằng lửa thì nó mới gây ra sự tổn hại nhất định, mà cái sự tổn hại nhất định mà ta thấy được nó mới gây ra cái hậu quả. Cho nên là tôi đoán ngay sau khi mà xảy ra cái việc là giữa chính quyền địa phương và nhà thờ rần rần với nhau ở dưới ruộng, xong rồi tôi đảm bảo cái hang đá nó có vấn đề, và rõ ràng rằng lập tức có vấn đề. Chính quyền không có ngu, chính quyền càng muốn đất nước này an ninh trật tự thì càng phải làm cho nó yên chuyện đi, chả ai ngu dại mà đi kiếm thêm chuyện cả, ai cũng dòm thấy chuyện đó. Và cái việc ổn định an ninh trật tự là cái việc của chính quyền. Do vậy cho nên là cái việc mà bất kỳ một cái kẻ nào mà gây ra sự tổn hại để gây cho giáo hội trong thời điểm mà nóng như thế thì đều khẳng định đây là do người công giáo gây ra chứ không ai cả, còn không là do bọn phản động nó gây ra. Chính quyền đâu có ngu, chính quyền họ muốn yên chuyện chứ họ đâu có muốn thêm chuyện. Đấy, cho nên các bạn thấy ra rõ ràng rằng đây là một mưu đồ âm mưu ném đá dấu tay, nhưng nó lại gian mà không ngoan, bởi nó làm sai thời điểm. Ví dụ như thời điểm khác có thể là nguội nguội hơn lúc nào đó thì nó xảy ra để ông nói đằng này mới gây chuyện bữa trước bữa sau trái là mình biết thằng nào rồi, đúng không? Mới bữa trước có chuyện bữa sau là hang đá trái là biết thằng nào làm rồi. Đó, có nghĩa là cái sự mong manh giữa cái sự trong sạch của nhau. Hôm trước tôi với ông đang gây chuyện với nhau mà bữa nay nhà tôi cháy là tôi nghi ngờ ông ngay, mà nghĩ được tới cái nước đó rồi thì tôi cũng nghĩ ra được ngay là tôi tự đốt nhà tôi để đổ thừa cho ông. Dĩ nhiên nghĩ được tới đó là ai cũng biết là tự vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Nghĩa là mọi người đều dòm thấy cái sự mưu mô gian gian trá ở đây, và nhất là ở đây không có bằng chứng, không ai có bằng chứng cả, nhưng vẫn vu cho người này vu cho người kia. Nhưng mà cái điều tôi nói là có bằng chứng, bởi vì tôi nhìn thấy, tất cả chúng ta đều nhìn thấy cái sự trơ trẽn và cái lý lẽ logic mà chúng ta suy luận. Ví dụ như bây giờ ta nói là bây giờ là nếu anh nói là nhà nước đốt cái hang đá đó, anh thấy có lý do nào nhà nước đốt hang đá không? Không hề có lý do. Các bạn ơi, không hề có một lý do nào hợp lý và logic nói rằng nhà nước đang vừa xảy ra chuyện cãi tranh cãi về đất đai với ngay cả giáo hội công giáo ở cái thời điểm đó mà lại đi đốt.
Không hề có một cái lý do nào khi mà người ta đang tố mình là vô thần mà mình lại đi cầm đèn cầm đuốc mình đốt nhà thờ người ta. Không bao giờ. Ngu lắm mới làm vậy. Nhưng mà mình tố người ta vô thần, tố người ta đàn áp tôn giáo mà nhà thờ mình cháy là chắc chắn điều rằng có cái việc xảy ra là gì? Mình đốt nhà mình du dạ cho ta. Để cho nó phù hợp với cái du cáo của mình. Và nhất rằng là trong thời điểm đó thì có một cái đối tượng ở hải ngoại nó lại tố rằng là kiểu gì kiểu thì cũng sẽ có đánh bom nhà thờ thế này thế khác, là du dạ cho một số người trong cái phong trào cờ đỏ tự phát ấy, là sẽ đốt nhà thờ hay đánh ném bom nhà thờ gọi là khủng bố. Các bạn thấy nó ngu, nó nói ra câu đó chả khác nào là khi có chuyện xảy ra thì nó đang tố cáo nó chính là cái người gây ra chuyện. Nó nói ra cái điều đó chính thì người ta nghĩ ngay, chính mày, khi mày nói ra nhà thờ không cháy thì thôi nha, nhà thờ mà cháy là do mày chứ không ai chứ. Cho nên là Sophia Ngọc Nguyễn gì đó hôm rồi là tố người này người kia đánh bom nhà thờ này khác sau sự cố của cái việc ở ở giáo xứ Cãi Gai, thì rõ ràng rằng cái người đó chính là cái người đáng nghi nhất, bởi cô ta là cái người vẽ ra câu chuyện đầu tiên. Chính vì cái điều đó nên chúng ta thấy được rằng là chúng ta phải rất tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Ở đây chúng ta bình luận nhưng chúng ta nhìn nhận vấn đề rất rõ thù và bạn như thế nào. Và một điều khẳng định nữa đó là ở giáo xứ Kẻ Gai bất tuân luật pháp, tự chiếm hữu đất đai, bất tuân luật pháp chiếm hữu đất đai là xâm phạm vào lợi ích quốc gia Việt Nam chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả mọi người đều nói rằng là chúng ta đang bán nước cho Tàu, cho Trung Quốc, hèn với giặc ác với dân. Đúng, ai cũng nói câu đó, và nhất là những kẻ chống cộng luôn nói câu đó. Nhưng nếu chúng ta lại quên mất một loại giặc khác, đó là giặc tôn giáo, thì không khéo trong thời gian tới chúng ta không mất nước cho Trung Quốc, mà toàn bộ đất đai của đất nước Việt Nam chúng ta thuộc về tài sản của Vatican hết. Các bạn có biết là quyền tổng tài về tài sản của giáo hội là ở đâu không? Nếu các bạn biết, các bạn sẽ hối hận đấy. Các bạn nói rằng chúng ta nhà nước Việt Nam bán nước cho Tàu gì? Chưa thấy bán đâu, nhưng mà mất đất cho Vatican là thấy rất rõ, bởi Vatican là người chiếm hữu quyền tổng tài quản lý tài sản, mà chỉ cần bất cứ một quỹ đất nào ở Việt Nam này trở thành tài sản của Vatican theo luật pháp thì chắc chắn rằng là chúng ta mất đất, bởi Vatican là một quốc gia. Do vậy cho nên các bạn phải coi lại, không khéo không mất nước cho Tàu mà mất nước cho tôn giáo, mà tôn giáo đó là một quốc gia. Chúng ta nhớ rằng giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam là một tôn giáo chứ không phải là một cái thực thể bình thường như các cái thực thể khác. Tôn giáo này là một quốc gia, nó khác với các tôn giáo khác nhiều lắm các bạn ạ. Các tôn giáo khác như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo thì nó nằm trên lãnh thổ của ta, đi đâu thì nó cũng là của quốc gia ta. Nhưng mà giáo hội Công giáo Roma thì lại khác, chỉ cần bạn cấp đất cho nhà thờ lập tức đất đó thuộc về Vatican, mà Vatican là một quốc gia. Các bạn nên nhớ là chúng ta đang nói trên tinh thần dân tộc chứ không phải là trên tinh thần của một tôn giáo. Tôi là người có tôn giáo nhưng tôi nói chuyện trên tinh thần dân tộc bảo vệ tài sản đất đai quốc gia mình. Tôi không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào lấy tài sản đất đai quốc gia của mình cả. Các bạn nói các bạn yêu nước, hãy thể hiện lòng yêu nước của các bạn bằng việc là phản đối tất cả mọi nguồn tài sản của Vatican trên đất nước Việt Nam này. Đất đai của Việt Nam do nhân dân Việt Nam quản lý. Luật của Việt Nam là gì? Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Và vì vậy cho nên không thuộc quốc gia nào cả.
đất đai của Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, không nằm trong quyền của bất kỳ một quốc gia nào. Do vậy cho nên đừng bao giờ nói rằng là cứ hễ cấp cho Vatican thì Vatican có quyền quản lý. Hãy nhớ rằng là tất cả những người đi biểu tình đòi đất đai mà theo giáo hội Công giáo Roma thì họ đều lấy tư cách là công dân của giáo hội Công giáo Roma. Tao là giáo dân nè, ai cũng lấy mác giáo dân, ai cũng lấy mác linh mục ra cả. Linh mục là ai? Linh mục là ai? Linh mục chính là một quan chức của Vatican. Vatican là gì? Vatican là một quốc gia. Thế thì linh mục đó là người quốc gia nào? Đòi đất, linh mục đòi đất cho ai? Đòi đất cho Vatican. Tại sao linh mục đó là nói tiếng Việt, là người Việt Nam mà đòi đất cho một quốc gia khác là đòi như thế nào? Các bạn có đặt vấn đề cho các linh mục không? Các ông đòi đất cho ai? Đòi đất cho Vatican, mà Vatican này, Vatican là một quốc gia. Các ông đòi đất cho giáo hội, mà giáo hội là ai? Giáo hội là không phải là đất nước của mình. Chúng ta đang nói chuyện trên tinh thần dân tộc, và là người của dân tộc này nói chuyện. Dù rằng tôi có tôn giáo nhưng tôi vẫn đứng trên tinh thần dân tộc. Quốc gia là trên hết, tổ quốc trên hết. Cho nên tôi muốn nói với các bạn rằng tất cả mọi nhà thờ mà tranh chấp đất đai với nhà nước là sai. Và các bạn đều thấy rất rõ ràng là mọi nhà thờ khi mà có nhu cầu tín ngưỡng, muốn xây một cái nhà thờ, muốn có một cái khuôn đất để thực hiện tín ngưỡng tôn giáo, đều được nhà nước cấp đất và cấp rất nhiều. Nhưng khi có tranh chấp xảy ra thì đều là do sự ngỗ ngược và ngang ngược của các linh mục. Các linh mục này có được giáo dục không? Các linh mục này không hề biết an phận, mà các linh mục này lại là bon chen với đời, trong khi những người tu hành là không phải là những người bon chen. Những người tu hành phải là những cái người vị tha và bỏ hết rủ bụi trần này đi. Chúa Giêsu nói con lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nhưng các linh mục tới giờ này cứ vơ vét của cải về cho giáo hội, vơ vét của cải về cho bản thân. Vậy thì các linh mục có xứng đáng là những người nói lời của Chúa hay không? Có xứng đáng là những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục cho con chiên biết bỏ đi những cái tội lỗi trần gian này, chính là những của cải? Bởi của cải chính là tội lỗi. Vật chất chính là cái thứ làm nên tội lỗi cho thế gian này. Mà Chúa Giêsu nói hãy bỏ hết tất cả mọi cái mà đi theo ta. Nhưng mà không ai bỏ được của cải thế gian này thì không bao giờ theo được Chúa Giêsu. Vậy các linh mục cứ vơ vét tài sản về cho giáo hội như thế thì liệu các linh mục có xứng đáng lên thiên đàng hay chưa? Chứ đừng nói tới là các giáo dân có được lên thiên đàng hay không dưới sự chăn dắt của các linh mục đó. Ngày hôm nay các bạn sẽ được đến nhà thờ và các bạn sẽ được nghe quạt cảnh về việc tạo thiên lập địa. Tôi sẽ chỉ ra cho các bạn 2-3 điểm phi logic bên trong các cái việc đó. Đó là thứ nhất. Họ sẽ nói rằng là Thiên Chúa sẽ tạo dựng nên mọi thứ trong 7 ngày. Ngày thứ nhất Chúa tạo ra ánh sáng và ngày thứ tư Chúa tạo ra mặt trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng là ngày thứ nhất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng đó là ngày thứ hai. Qua một buổi chiều và một buổi sáng đó là ngày thứ ba. Vậy tôi hỏi các bạn, nếu như mà ngày thứ tư mới có mặt trời, vậy thì những ngày đầu tiên làm gì có buổi chiều và buổi sáng? Bởi vì ngày thứ tư Chúa mới tạo ra mặt trời. Vậy thì buổi chiều và buổi sáng của ba ngày đầu tiên ở đâu mà có? Các bạn có quyền đặt câu hỏi. Ai sẽ trả lời cho các bạn đây? Điều thứ hai, đó là Thượng Đế tạo ra ông Adam và bà Eva. Hai ông bà sanh ra hai đứa con là một trai và một gái. Hai thằng con trai, một người Abel và một người Cain. Người anh làm nghề trồng trọt, người em làm nghề chăn nuôi. Và khi dâng của lễ cho Thượng Đế thì Thượng Đế chỉ nhận của cải dâng lễ của người em, đó là người chăn nuôi. Thế là thằng anh ganh tị và giết thằng em. Sau đó thằng anh bị Chúa nguyền rủa và Chúa nói này:
ta sẽ nguyền rủa ngươi và ngươi đi đến đâu người ta sẽ giết ngươi. Cain mới nói với thượng đế này, lại ngài, lại thượng đế, nếu mà ngài phạt tôi như thế thì tôi đi đến đâu người ta cũng sẽ nhận ra tôi và giết tôi. Thế thì Chúa mới nói thế này, nói ta sẽ làm dấu lên ngươi và sẽ không ai giết ngươi. Thế thì theo các bạn là cái trong câu nói giữa thượng đế và Cain nó xảy ra chuyện gì? Trên thế giới lúc đó chỉ có cha mẹ Cain là Adam và Eva và ông ta. Vậy thì những người mà họ đang nói tới là ai? Những người sẽ nhận ra để mà giết Cain là ai? Và nhất là sau đó Cain cưới vợ sanh con, thì tôi lại hỏi các bạn rằng là thế giới lúc đó chỉ có Adam và Eva và người và ông ta. Ông ta giết em của mình rồi. Vậy là trên thế giới chỉ có ba người, vậy ông ta cưới vợ là cưới như thế nào? Nhưng Kinh Thánh vẫn ghi rằng ông ta cưới vợ và sanh con. Các bạn thấy đó, niềm tin của chúng ta là chúng ta tin. Chúng ta không cần phải logic, nhưng hãy để cho người khác tôn trọng chúng ta bằng việc chúng ta đừng tác động đến xã hội, để xã hội không phải kích thích, kích động đến tôn giáo và niềm tin của chúng ta. Hãy tin theo cách của mình và đừng bao giờ xúc phạm đến xã hội bằng việc là nay tranh chấp cái này, mai tranh chấp cái kia mang danh tôn giáo. Bởi điều đó sẽ làm cho xã hội này tấn công ngược lại chính cái tín ngưỡng của chúng ta. Hãy xem tín ngưỡng chúng ta logic chưa. Nếu tín ngưỡng chúng ta mà logic rồi thì cả thế giới này nó theo chúng ta rồi. Hãy dồn tất cả các cuộc cách mạng của Pháp, của Mỹ, của các nước châu Âu. Mục đích của họ là gì? Mục đích của tất cả các cuộc cách mạng đó đều muốn tách nhà thờ ra khỏi trường học, đều muốn tách nhà thờ ra khỏi chính quyền. Vì sao? Vì họ thấy sự sai lầm khi đem nhà thờ chính quyền dính dáng tới giáo hội của chúng ta. Thì chúng ta thấy thế giới này nó trải qua bao nhiêu năm tháng đau khổ bởi những cuộc thập tự chinh, bởi bóng tối của đêm trường Trung Cổ. 200 triệu người chết vì giáo hội chúng ta. Diệt phù thủy, diệt dị giáo. Để kể ra tội lỗi giáo hội công giáo ta thì đầy dẫy mà Đức Thánh Cha John Paul II đã xin lỗi thế giới vì những tội lỗi đó. Thì liệu chúng ta có đủ bản lĩnh và đủ kiến thức để chúng ta hiểu được, hay tới giờ này chúng ta không hề biết những việc đó? Giờ này bao nhiêu các bạn biết được rằng là Đức Thánh Cha John Paul II đã xin lỗi thế giới như thế nào? Bao nhiêu bạn biết? Bao nhiêu bạn biết được rằng là hàng ngàn vụ các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, là những bạn giúp lễ, là những bạn trong ca đoàn, là những người phục vụ trong nhà các nhà thờ. Bao nhiêu các bạn biết những chuyện đó? Báo chí thế giới đăng rần rần lên đó, thậm chí đại diện của giáo hội công giáo Roma tại Liên Hiệp Quốc bị đuổi ra khỏi phòng họp khi nói về nhân quyền. Giáo hội công giáo Roma đâu có được nằm trong hội đồng nhân quyền của thế giới. Do cái điều đó mà các bạn phải hiểu, phải nhớ rằng tất cả mọi cái yếu tố làm nên tôn giáo chúng ta là niềm tin. Và chúng ta muốn giữ niềm tin của mình thì tốt nhất là chúng ta không nên tác động đến xã hội. Bởi xã hội có lý trí của mình. Chúng ta tin, nhưng người ta có trí tuệ. Người ta dùng trí tuệ để phán đoán, để nhận định tất cả mọi thứ. Không phải tin một cách mù quáng. Tin điều gì phải do sự chứng minh cụ thể từ cuộc sống hàng ngày, từ sự logic trong niềm tin. Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Hãy làm sao trong mùa Giáng sinh này các bạn trở nên những con người thánh thiện, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, để các bạn làm và các bạn thấy được rằng chính Chúa Giêsu đã chết cho nhân loại như thế nào, đã vì tình yêu thương nhân loại mà chết cho nhân loại như thế nào. Các bạn hãy chứng minh điều đó bằng cuộc sống hàng ngày các bạn, thông qua lời nói, thông qua việc làm. Các bạn cứ mỗi lần mở miệng ra chửi với mạ lệ xúc phạm những người khác mình, chính là một lần các bạn đã đâm giáo vào trái tim của Chúa Giêsu. Bởi Chúa Giêsu muốn chúng ta thánh thiện hơn, và không người nào thánh thiện mà đi chửi với mạ lệ xúc phạm người khác. Giáo hội dạy chúng ta tốt đẹp hơn thì không một lời nói xúc phạm nào đến tha nhân là những lời nói thánh thiện cả. Đạo đức của chúng ta đại diện cho giáo hội.
chúng ta nói chúng ta là người có tôn giáo mà chúng ta thể hiện rằng là chúng ta không xứng đáng với tôn giáo của mình, thì đó chính là làm nhục cho tôn giáo của mình. Hãy thể hiện chúng ta là những con người có lý trí trong tín ngưỡng. Hãy thể hiện chúng ta là những con người biết tín ngưỡng, là biết tôn trọng lẫn nhau. Đó là những điều mà tôi muốn trao đổi và muốn gợi ý với các bạn, cũng như là tâm tình với các bạn trong cái đêm hôm nay. Đêm chúng ta chuẩn bị để đón Chúa Giáng sinh ra đời với tâm tình thống hối, nhìn lại lỗi lầm để chúng ta có thể sửa sai, cầu nguyện cùng với Thiên Chúa, cùng với tha nhân để mong anh em chúng ta tha lỗi cho chúng ta.